Và tùy theo nhu cầu và tùy theo yêu cầu thì Lăng sẽ thực hiện tất cả những cái yêu cầu đó của quý khách như ý 100%. Bên này cũng vậy, tất cả mọi viên kim cương đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, đủ tiêu chuẩn theo sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Bất kỳ thân hình nào, kiểu dáng gì, bất kỳ to nhỏ như thế nào, Kỳ Lân đều sẽ làm hài hòa phù hợp, bởi vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một siêu phẩm vô cùng đặc biệt, một siêu phẩm mà Kỳ Lân rất gọi là rất đã, rất phê và rất mê khi được giới thiệu với tất cả quý khách. Đó chính là siêu phẩm bằng vàng và kim cương, và cụ thể đây là cái kính mà Kỳ Lân vừa thiết kế và tạo nên một sản phẩm hoàn hảo đặc biệt như vậy. Đây là cái kính có cái logo Vương Miện, logo Vương Miện, và trên logo này có đến 3 viên kim cương. Toàn bộ thân của chiếc kính này là đúc bằng vàng, và đính hai bên, mỗi bên kính là một nửa là kim cương, và hai bên gọng vẫn là kim cương, và đặc biệt logo, hai bên thành logo vàng và đính kim cương, rất là đẹp, rất là xuất sắc. Và để nó đẹp như thế nào thì nó phải áp lên trên thực tế của mỗi chúng ta sử dụng. Và cụ thể thì Lan xin phép được đeo vào cho anh mượn. Ok. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Và đây là một cái siêu phẩm Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng. Và nếu như quý khách hàng nào thích những siêu phẩm mang phong cách của mình, mang nét riêng của mình, mang dấu ấn của mình, ví dụ như là thương hiệu của công ty, hoặc là những cái điểm đặc biệt tạo nên cái sản phẩm này mang nét của mình, thì hãy nói tất cả những cái ý tưởng, những cái ý muốn đó cho Kỳ Lân, và Kỳ Lân sẽ ngay lập tức lên file thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như Kỳ Lân đang đeo theo ý của quý khách. Và tùy theo nhu cầu và tùy theo yêu cầu, Kỳ Lân sẽ thực hiện tất cả những cái yêu cầu đó của quý khách như ý 100%. Đây, tất cả bên này là được đính kim cương, những viên kim cương tuyển chọn từng viên một về độ đẹp, về kích thước, về tiêu chuẩn. Bên này cũng vậy, tất cả mọi viên kim cương đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, đủ tiêu chuẩn theo sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Và hai bên thành gọng đây cũng vậy, cũng là đính kim cương, rất đều và rất đẹp, rất đẳng cấp. Kỳ Lân thích nhất là cái logo Vương Miện, một cái logo biểu trưng sự cao quý, sang trọng, quyền lực, nằm ngay chính giữa. Và trong cái logo thì có 3 viên kim cương vuông rất chiếu và rất đẹp. Hai bên thành logo là những viên kim cương tròn rất dễ thương. Và sắp tới Kỳ Lân sẽ có một phiên bản nữa. Em nghĩ là phiên bản gì? Thôi đã nói luôn. Ok. Sắp tới Kỳ Lân sẽ có một phiên bản nữa là viên kim cương tròn ở giữa sẽ được đính ngay đây, một viên kim cương tròn rất là to. Có thể là 5 ly 4, 7 ly 2 hoặc là 8 ly 1, thì tùy theo nhu cầu của quý khách cũng như tùy theo tài chính của quý khách muốn đầu tư cho sản phẩm này là bao nhiêu. Và Kỳ Lân sẽ thiết kế những file phù hợp với viên kim cương, ví dụ là 5 ly 4, ví dụ là 7 ly 2, ví dụ là 8 ly 1, viên kim cương tròn ở đây. Hoặc là những ý tưởng gì khi quý khách xem clip này của Kỳ Lân review, và quý khách có những ý tưởng gì hay độc đáo, hãy đóng góp cho Kỳ Lân. Hoặc nếu quý khách nào sau khi xem clip này có những ý tưởng nào làm riêng cho mình, hoặc là sáng tạo đẹp hay cho chính bản thân mình, hoặc là cho những bạn bè, những người thân của mình, hãy liên hệ với Kỳ Lân ngay để Kỳ Lân làm như vậy. Rất là ngầu, rất là đẹp. Một chiếc kính bằng vàng nguyên khối đến kim cương, một cái đồng hồ bằng vàng nguyên khối đến kim cương, một chiếc nhẫn bằng vàng nguyên khối đến kim cương. Rất hài hòa, rất đẹp và rất đẳng cấp đỉnh cao. Và kể cả một dây thắt lưng, da cá sấu và mặt dây thắt lưng là vàng nguyên khối đính kim cương. Cái mặt dây thắt lưng này cũng có logo Vương Miện. Trong logo Vương Miện này gồm có 3 viên kim cương vuông và xung quanh rất nhiều những viên kim cương tròn dễ thương. Và vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lân Luxury, làm theo yêu cầu
theo nhu cầu và theo công năng sử dụng của từng quý khách. Vì vậy, bất kỳ thân hình nào, kiểu dáng gì, bất kỳ to nhỏ như thế nào, Kỳ Lăng đều có thể làm hài hòa phù hợp. Bởi vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lăng Luxury. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành, đã quan tâm, đã xem video của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳlăngluxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lăng, những danh mục sản phẩm của Kỳ Lăng, hoặc có thể gọi hoặc là kết nối qua Zalo bằng số hotline 0901 247 247 của Kỳ Lăng nhé. Đội ngũ của Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.